Hello, xin gửi chào đến toàn thể tất cả gia đình yêu thương ngày hôm nay nha. DC mạnh mẽ cho buổi trưa của hai chị Mỹ Linh thật rực rỡ hơn đi mọi người ơi. Mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh, bây giờ đây sao cũng không đành. Nói đi anh vì sao tình yêu thuở nào, hay là anh quên em với bao niềm đau. Mình gặp nhau quen nhau thì vui đấy thôi, có ngờ đâu ta không thể xa rời. Để bây giờ em nằm nghe giọt nước mắt mãi rơi, giờ thì sao anh nói đi tình ơi. Nói đi anh tình đã tha thiết sao đây, mà nói sao như quá ư mong manh. Nói đi tình hỡi khó khăn bao lời, riêng em mong nói đâu đành thôi. Nói đi anh người hãy tha thứ cho em, còn riêng anh đây có sao cũng đầy. Nói đi với em lời chia tay để anh quay về, chuyện hôm qua như giấc ngủ mê. Mới đâu dám mong chờ ta yêu nhau quá bất ngờ, đã đến với nhau bên bờ. Anh ơi quay về cho em mong nỗi đau, người đến sau em biết làm sao. Hey! Hello chị Hai Cẩm Thu nha. Bum bum bum. Hello chị Thanh Liên. Nói đi anh. Hello chị Tuyền Nguyễn của Phương Thảo. Chào các chị thân yêu. Cảm ơn Hữu Khánh đã số điện thoại đầu tiên rồi. Đừng quên những anh chị nào có nhu cầu đặt hàng như em thì mình cứ mạnh dạn để lấy số điện thoại bên dưới cho hai chị em nha mọi người. Hello anh chị, hello Gia Dũng. Xin chào Thiên Kim, xin chào Bùi Mai, Thanh Liêm, xin chào Ngọc Linh, Tuyền Nguyễn. Mình gặp nhau, quen nhau làm chi hỡi ơi. You ready? Hey. Woo. Đẩy view đi anh chị mình ơi, tiếp tục đẩy view đi ạ. Hello chị Thúy Đinh ạ. Hello anh Trang Lê Hai nha. Nói đi anh tình đã tha thiết sao đây, mà mãi sao ta quá ư mong manh. Nói đi tình hơi khó khăn bao lời, riêng em mong nói đau đành thôi. Người nói đi anh người ấy tha thứ cho em, còn riêng em đây quá sao cũng đầy. Nói em lời chia tay để anh quay về, chuyện hôm qua như rất ngu mê. Hello anh trai Bạch Hình, Wendy Liệu, Thúy Đinh nè. Đẩy mạnh mẽ hơn cho hai chị em ngày hôm nay đi mọi người. Đó, đừng quên yêu cầu bài hát gì thì các chị cũng bình luận thoải mái bên dưới nghe. Mình gặp nhau quen nhau thì vui đấy thôi. Tiếp tục đẩy view cả nhà mình ơi, đẩy mạnh mẽ lên cho hai chị em được không ạ? Cảm ơn anh chị mình rất nhiều luôn. Đó. Và đừng quên những anh chị nào mình có muốn hay chị em phục vụ bài nhạc nào mà các anh chị yêu thích thì các anh chị cứ bình luận thoải mái nha. Hiện tại shop đang dùng số mô hả? 08 28 21. Hotline duy nhất nhà em đang hiện tại. Hello chị Liêm. Hello anh Thông Kevin. Hello anh trai Bùi Mai. Bê. Hôm nay là thứ 6, chúc anh chị mình một ngày thật là máu, một ngày thật máu lửa với team DC Team nha mọi người. Không gian mênh mông quá, nhưng niềm vui khi xưa vẫn đây. Sao mi hoen cây bóng dáng, người tình ngày nào đâu thấy.
có xa vời mây theo ta hát ca. Rồi ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đâu. Ngày anh ra đi em như hoa điên nơi đâu không ngừng thương nhớ không nguôi. Tiếp tục chia sẻ đi anh chị ơi. Hơn đau hoài không dứt. Rồi anh ra đi nơi xa cô quên vết thương hôm nào. Rubika, hello. Yêu dấu ta chào nhưng sao lòng vẫn đau. Người ơi có nghe không, lòng em có riêng anh thôi. Dù anh ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao không thể quên. Người ơi có nghe không, lòng em vẫn trong mong. Dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn không quên. Chị gọi điện thoại không có bốc máy, chị để số điện thoại bên em tự gọi lại. Chị gọi lại làm gì chị gái ơi, bên em gọi cho chị sướng muốn chết luôn. Nhà em lúc nào cũng là đường truyền đi hết á. Chị để lại số điện thoại giúp nghe máy giùm tụi em đi. Ok, Phúc Phát Hồ, cảm ơn nè. Hello anh trai Bùi Duẩn nè. Hello chị Hoàng Tường Vi, chị Vân Thanh, Trần Lưỡng. Người ơi có nghe không, lòng em có riêng anh thôi. Dù em ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao không thể quên. Người ơi có nghe không, lòng em vẫn trông mong. Dù là trăm năm sau khi xa rời em vẫn không quên. Dù là trăm sao ok, người là tháng qua. Dạ đợi một xíu luôn để em tìm beat nè. Dù là trăm năm sau. Mở chưa? Ok Long Nguyễn, cảm ơn Long Nguyễn đã thấy số điện thoại của mình luôn. Ok chị hai, cảm ơn chị Tuyền Yêu nè, chị Thủy Đinh nè, chị Thanh Liêm nè. Vì là tháng qua với một cái beat khá là mới nha anh chị. Buồn đau em khóc em thắng với trời. Thương thất lòng sao em nhận lại bằng không. Nhảy hoa thay lỡ như anh thay lòng. Sao tim em không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Tăng cân là 350 thôi chị Hương Như ơi. 350 ngàn một hộp hay hộp còn 600 ngàn chị ơi. Chị mua tăng cân chị cứ để số kèm theo pháp là tăng cân. Bên em xíu nữa sẽ có người gọi điện tư vấn cho chị một lần nữa nha. Người lạ tháng qua vài trắng lúc này. Anh có một người thế hay, người thế hay. Họ cho anh nhiều. Bên anh sớm tối muộn chiều. Còn em chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai chờ anh đi em cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình em với đêm. Năm tháng êm đêm yêu anh chẳng cần đóng đêm. Vậy mà anh đã một đà 350.000 đồng một hộp nha anh chị. Hai hộp một liệu trình là 600.000, một hộp bán lẻ là 350.000. Vậy mà anh đã buông tay em rồi. Buồn đau em khóc em thắng với trời. Thương thất lòng sao em nhận lại bằng không. Nhành hoa thay lá như anh thay lòng.
quên bài anh thích nha em. Hôm nay không có hát bài anh thích luôn. Hôm nay là cho anh Kevin, không Kevin ra rìa luôn. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ. Một hướng hai chờ, anh đi em cũng không ngờ. Đành ngóng kỷ niệm cô đơn mình em với đêm. Ok anh Phú nha. Năm tháng em đêm yêu anh chẳng còn đông đêm. Vậy mà anh đã buông tay em rồi, buồn đau em không em thắng với trời, với trời. Thương thốt lòng sao em nhận lại bằng không. Nhành hoa thay lá như anh thay lầu, sao tim em không ngừng nhớ mong. Ok Trần Lượng, em thấy chóng nắng rồi. Chóng nắng mua 2 tặng 1, lì xì giảm giá 50.000 đồng trực tiếp trong thời gian hiện tại. Anh chị mình nhanh tay nhanh chân để lại số điện thoại cho mấy đứa em nhé. Dạ cảm ơn cô Phương Thảo. Dạ không có gì được, cứ để số đi nha cả nhà yêu ơi. Cứ có số là em sẽ gọi điện tư vấn cũng như là sẽ chốt đơn cho anh chị một cách nhanh gọn lẹ nhất luôn. Gửi chống nắng cho mình chưa? Chị gái đặt hàng nếu mà trên 4 ngày chưa nhận được hàng thì để số điện thoại là dùm cho em nè. Bên em thấy là cái kem chống nắng của chị hình như vẫn chưa có giao hay sao đó. Chị Thúy Nguyễn cho tụi em xin số điện thoại lại đi chị ơi. Để lại số điện thoại trực tiếp lại cho tụi em đi chị gái ơi. Hello chị Khánh nha. Vì anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây em còn đang trắng tay, nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay. Một trăm năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh em anh sẽ vẹn duyên. 290.000 đồng một tiết kem chống nắng, mua 2 tặng 1, mua 1 được miễn ship anh chị. 2 tặng 1 còn lì xì 50.000 đồng trong cái sản phẩm chống nắng rất là hot hiện nay luôn nha. Đừng lo nhé, vì có em đây. Hey! Tiếp tục đẩy view cho tụi em đi anh chị mình ơi, đẩy view nhiệt tình hơn nữa cho hai chị em đi cả nhà mình. Nếu mai sau anh và em cố ra, đừng lo nhé, có em đây mà. Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình em nhận hết. Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh em anh sẽ vẹn duyên. Cô Khánh Ngân, hello Chi Bùi, cảm ơn cô Phương Thảo, xin cảm ơn Trần Lưỡng ạ, cảm ơn chị đã ủng hộ tụi em và còn khen tụi em nữa, cảm ơn chị rất nhiều. Chào Lệ Thủy, chào Na Sinh, chào cô Đằng Nga, cảm ơn chị Thủy đẹp gái nha. Nếu mai sau anh ta em có xa, đừng lo nhé, có em đây mà. Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu
theo mai sau duyên chẳng như ý nguyện. Đừng tổn thương để mình em nhận hết, bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có xa xao cũng thấy vui lòng. Đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay. 100 năm đôi mình mới chung thuyền, 1000 năm ta mới về chung lối. Nên người ơi em cần chỉ lắng. Còn tình tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay. 100 năm đôi mình mới chung thuyền, 1000 năm ta mới về chung lối. Nên người ơi em cần chỉ lắng lo, bên cạnh em sẽ bền xuyên đâu. Cảm ơn chị Thảo Lê ạ. Hello Đào Hai nha. Đó, cảm Tuyết ơn mọi người. Chị Tuyết Nguyễn mê tụi em lâu rồi mà đâu phải cần giới thiệu đâu chị ơi. Đó, biết là mê tụi em lâu lắm rồi đó. Ok chị Liêm nha. Đó, các anh chị mình nhớ là mạnh mẽ hơn và đừng quên là yêu cầu những cái bài hát mà các anh chị yêu thích. Còn các anh chị nào mua hàng thì cứ để lại số điện thoại bên dưới nha. Hơn cả tuyệt vời. Cảm ơn anh trai Vân Thanh, Thảo Chi Nguyên. Đẩy view đi mọi người ơi, tiếp tục chia sẻ đi cả nhà. Một người một lượt chia sẻ ủng hộ cho hai chị em đi mọi người ơi. Mấy hôm nay mảng kém view thấp quá đi à. Tiếp tục đi à. Đó như mấy âm thầm đợi chờ, rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Cùng đàn em giờ đây vắng anh, và tiến hát theo mấy âm thầm nơi xa. Hãy mang theo ân tình ngày nào, cùng ra đi cho em nói câu biệt ly. Ôm tình ta buồn trong giá băng, chờ ai đưa anh ơi cũng đàn nhạc phai. Bao đam mê có anh trong ngày tháng, em làm sao để vơi hết nỗi buồn. Ôi chia ly biết anh vui tình mới, sao lòng em giờ đây vắng tê. Chiếm trời, hãy giữ mãi ước mơ ngày xưa.
Hết nhạc Đoán Hậu dễ sợ. Con đò lỡ hẹn, trời đang remix mà vô con đò lỡ hẹn kỳ quá cô. Có rất nhiều những câu chuyện. Đó là bài hát lạ lạ cho các chị mình nghe nha. Em cũng chỉ là con gái thôi. Chiều mình em mà này quen quen giống của tôi với vậy ta, giống tôi cover với vậy ta. Rất nhiều những câu chuyện em giấu riêng mình em biết, cũng bởi vì hạnh phúc của mình muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em vẫn nhớ những lần như thế. Quá yêu anh nên em san sẻ một nửa cho ai kia. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng anh ấy đang lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để không che đi sự yêu đuối. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ mong em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi. Nhiều khi em không thể ngờ yêu anh em mạnh mẽ đến vậy, mạnh mẽ hay lo ngốc đây em không phân định được điều gì nữa khi em quá yêu. Đi nhảy à, hôm nay mệt quá em nhảy em nổi rồi, hôm nay em không nhảy nổi nữa rồi chị ơi. Chị múa mai quay cuồng thôi chị Nga ơi, lên nào. Một bài hát rất là hay cả nhà ơi, em gái vừa mới tìm được beat xong. Đúng rồi, thôi cao cao xíu chị Liêm. Quê cảm ơn Nguyễn Phượng, Hoa Hòa Vân. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc à gì? Vui là khóc hay buồn đi đánh bài. Nỗi buồn của chúng em là buồn sẽ đi giải stress. Em cũng chỉ là con gái. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi. Nhiều khi em không thể yêu anh em mạnh mẽ đến vậy, mạnh mẽ hay lo ngốc đây em không phân định được điều gì nữa khi em quá yêu. Em cũng chỉ là con gái thôi, tông xịt tim là cái gì vậy ông nội? Xịt cái gì ở đây nữa? Thêm một bài cho cánh chị nghe nữa nè. Định nghỉ rồi nhưng mà thôi hát thêm bài nữa. Hello Quý Long nha. Mommy Ma nằm đây có Facebook mới nữa rồi. Mạnh Cường Châu rồi, Mommy Ma rồi đó. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông, nơi ánh đèn soi sáng long lanh những gương mặt lạ lẫm.
thương cho mối tình của tôi chẳng có vui. Hỡi anh này tôi rất yêu anh, sao anh lại ra đi? Chờ nhưng giấc mơ quá hay chờ, hình bóng ai kia theo buồn, yêu dấu đây mang nỗi sầu. Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bóng nghe sao sao lạ như ngày hôm nay. Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu, anh có ngoảnh mặt lại không anh, để nhìn em thêm lần nữa. Đèn đường hắt hiu góc phố mình em, buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay tình yêu kết thúc. Học biết luôn là học biết luôn. Hey! Để view đi anh chị ơi. Chờ nhưng giấc mơ quá hay chờ, hình bóng ai kia theo buồn, yêu dấu đây mang nỗi sầu. Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bóng nghe sao xa lạ như ngày hôm nay. Cảm ơn Hùng Nguyễn nè. Theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu, anh có ngoảnh mặt lại không ơi, để nhìn em thêm lần nữa. Đèn đường hắt hiu góc phố mình em, buồn đời cớ sao vây quanh lòng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn. Thông trầm nha Diễm Hằng hay Sài Gòn là hả? Dạ na 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 na. Anh chị cô chú ơi, coi cần tư vấn gì nữa không nè, không thì bây giờ tụi em lên nhạc nha. Một cái khúc tiếp theo lên em sẽ gửi tặng đến cho anh chị mình là một nhạc phẩm được mang tên Đất Phương Nam mà em đang rất là thích. Đúng rồi Huy Chu, chia sẻ cho em đi. Đó là bình thường rồi, đó là rất là bình thường rồi trong cái thời gian này. Nhắn ai đi về miền Đất Phương Nam, trời xanh xanh, từng cha
bầy chim sa số lòng. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngờ con tàu vô sông bờ xa, ni non sao tiếng nhạc kêu chiều buồm xuôi vô phương nam phiêu bạc theo thủy triều. Dù trải qua thăng trầm dòng tô, qua bao cuộc bể dâu, mai dân cho đời bài tình ca đất phương Nam. Cánh chim tung trời về đất phương Nam, người xưa đã
đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dẫn cho đời bài tình ca đất phương Nam. Cảm ơn anh chị. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đừng quên những anh chị nào mình có nhu cầu hỏi sản phẩm nha em thì cứ hỏi thoải mái bên dưới em thôi, cứ để số thoải mái bên em sẽ có hotline 08 48 41, xíu nữa sẽ gọi điện tư vấn các anh chị liền nha mọi người ơi. Những dòng sản phẩm nha em thì các anh chị